Xin chào nhà. Dạ vâng. Xin cảm ơn nữ đoàn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Tuệ Ly xin được gửi đến quý khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Tân An ơi, mọi người đã nóng chưa ạ? Chưa hả? Vậy chúng ta cùng nhau quẩy thêm một bài nữa được không? Mấy bài nữa chị? 3 bài nữa hả? Ok, chơi luôn. Dạ vâng, dạ ca khúc vừa rồi là một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Lưu Hoài Bảo, ca khúc được mang tên Trái Cắm. Và ca khúc tiếp theo cũng là một ca khúc sôi động, ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt, ca khúc được mang tên Chỉ Tiếc Là. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chỉ tiếc là lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em mờ tú hết tình yêu cho tôi, em mờ tú luôn hả? Bây giờ một ca khúc tiếp theo, không biết là sung hay xìu cả nhà mình ơi. Sung hay xìu? Ủa sao anh nói xíu xíu vậy? Anh kêu xíu xíu vậy trời. Bây giờ sẽ là một món quà đặc biệt mà mọi người trông chờ rất là lâu nha.
Bây giờ em sẽ nhờ tụi đi hát bài hát này mà hát chay, chỉ còn nhạc đến nha. Mọi người cùng hát cùng với đi, đồng ý không với nhau mình ơi? Hát chay trước nha. Em đi xuống đây nha. Em xuống luôn hả? Ok. Hát chay đồng thanh nha, hòa âm nha. Bắt đầu nào. Đếm đi. 1, 2, 3. Đám cưới anh người ta lên hát hò, còn em tiếng ơi đứng trong một gió. Từ xa anh đang tiếng lại cầm tay em nói rằng cười lớn. Hay quá! Cảm ơn mình anh hôn lễ của! Hôn lễ của! Lên xìu trước nha, được không? Để coi bài này có ai lên sông ca nha. Bây giờ tụi đi sẽ mời một bạn lên sông ca cùng với tụi đi và sẽ có những phần quà cực kỳ đặc biệt. À hứa hả? Cực kỳ đặc biệt luôn. Em á, ok rồi. Có ai không ta? Có ai không ta? Đây nè, nói nè. Ở đây rồi, bên dưới có ai không ạ? À? Nhặt lên luôn em, nhặt lên luôn. Theo thứ tự luôn nha. Em luôn hả? Đây rồi, mời lên sông. Con hả? Lên đây. Lên đây, cái đẹp lên đó. Lên đây, cái đẹp lên đó, sẽ nói cho nhà mày coi. Chắc lên sân khấu luôn, mềm luôn. Để hôm nay là con hết TikTok chắc luôn. Trời ơi, có ước mơ sao là làm ca sĩ không? Dạ có. Vỗ tay cho em nha mình ơi. Hát hay quá, hát hay như chị Tini luôn. Hay mà đúng nhịp lắm. Đúng rồi, bây giờ chị Tini nè. Em sẽ tặng cho mỗi bạn một chiếc áo nha. Rồi, dễ thương luôn, đó. Rồi. Khoan, chưa được vâng. Về bây giờ chúng ta sẽ ở lại sân khấu, chúng ta quẩy với nhau thêm một bài nữa được không? Bây giờ mời tất cả mọi người lên sân khấu quẩy với em được không? Hả? Rồi, quẩy rồi, lên rồi, đây rồi, nè rồi. Ơi! Bây giờ ở dưới bên nào vỗ tay mạnh nhất, em xuống ở dưới bắt tay tặng quà cho tất cả mọi người này được không cả nhà mình ơi? Bây giờ nhặt lên bên nào vỗ tay nhớ em xuống trước nha. Quá trời. Ok không ạ? Rồi nhặt lên ơi. Em kiểm tra nữa bên nào vỗ tay mạnh nhất em xuống trước nha. Để cho mấy em kìa lên trên này đi. Bây giờ em xuống bên nào trước cả nhà mình ơi. Bây giờ cho mấy chị trên đây nè, em xuống dưới kìa. Tay đâu cả nhà mình, tăng em ơi đó. Bây giờ em xuống bên nào trước ạ? Để anh đang bước theo người mời. Để em cho bên nào vỗ tay bằng chất nha. Kháng tay A, kháng tay B, kháng tay C, tay chân đâu hết cho nào. Let's go. Xuống bên nào là xuống bên nào. Còn em thì ngồi đắp trong.
mình sẽ không thể được. Cho em xin hát lại nữa được không anh nhỉ? Hát quay nữa được không ạ? Được. Quay nữa được không ạ? Được. Giờ bây giờ tự đi bấm bây giờ là hát bài đó luôn chứ không biết bài nào luôn. Được rồi. Bài gì mọi người muốn em hát bài gì? Ở lại nha, đừng đi xuống. Bài gì? Lưng chừng hạnh phúc, ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Đêm nay mọi người có vui không ạ? Rồi. Ok, lên nhé. Tại đâu có thuộc đi má. Ai nói lớn quá vậy? Em thuộc phải không? Bây giờ mà xuống thẳng bên dưới quá, bây giờ là chưa tới giờ tới nói cho em rồi. Xếp hàng ngang chào khán giả nè. Chào tất cả mọi người rất là nhiều à. 1, 2, 3.
Rồi, mời quý vị lui xuống tất cả nhà. Em Tú và Tony xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay đã đến đây yêu mến và ủng hộ cho Tony và em Tú và tất cả anh em nghệ sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi tối xem nhà thật vui, thật nhiều hạnh phúc. Và luôn luôn ủng hộ cho hôm rễ của anh với Tony thì không có dành bên đây. Cảm ơn rất nhiều, I love you, bye bye. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn hai em Tony và em Tú. Chúc hai em ra thị sản phẩm sắp tới luôn thành công được rõ hơn nữa. Rồi, cảm ơn hai em rất là nhiều ha. Rồi, và bây giờ kính thưa tất cả quý vị, ở phần cuối chương trình của chúng ta còn